Xin chào mừng quý bà con và các bạn đã đến với kênh của Hậu sản xuất cám viên và nuôi heo. Xin chào quý bà con và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ về cái bầy heo 12 con của mình ăn cám tự nhà tự sản xuất tiếp theo nữa nha. Là đợt vừa rồi, cái ngày mà mình quay clip của bầy heo này gần đây nhất là ngày 24 tháng 1 năm 2024, mà cho đến bây giờ là ngày 1 tháng 2 năm 2024, tức là nó cũng được 8 ngày rồi. Cái clip hôm bữa mình quay cho đến clip này là cách nhau được 8 ngày. Bữa nay là ngày 1 tháng 2 năm 2024. Thì hôm bữa là mình quay cái ngày 24 tháng 1 năm 2024, là lúc đó những con nhỏ thì nó đạt khoảng 58 đến 60 kg, còn những con lớn nó đạt khoảng 70 kg, là đạt chỉ tiêu. Còn bữa nay á, là 8 ngày nữa thì mỗi con nó lên phải ít nhất là 8 kg nữa. Thì mình tính đổ đồng mỗi ngày một con lên 1 kg, là từ cái giai đoạn 30 mấy ký cho đến xuất chuồng. Vậy thì lúc nhỏ là nó lên ngày 5-6 lạng, 6-7 lạng, thì mình bù qua lúc lớn từ 8-90 ký trở lên, nó lên một ngày ký mấy mình bù qua, lúc nhỏ lúc lớn mình bù qua bù lại, thì mỗi ngày nó lên 1 ký cho nó dễ tính. Thì hiện tại bây giờ là nó phải được, con lớn thì phải được cỡ khoảng gần 80 ký hoặc là 80 ký, con nhỏ phải được khoảng 68 đến 70 ký là nó mới đúng chỉ tiêu của mình đề ra. Thì số nhỏ là được 68 đến 70 ký, 68 ký, tại vì ngày 24 tháng 1 thì nó đã lên tới 60 kg rồi, 60 hoặc gần 60 rồi, thì bây giờ nó phải lên khoảng 68 kg. Còn con lớn thì hôm bữa từ 68 đến 70 rồi, thì bây giờ nó phải đạt khoảng 78 đến 80 kg. Thì cái bầy heo này á, mình quay để bà con nắm bắt được tốc độ lớn khi ăn cám mình tự sản xuất của nó có đạt giống mình nói hay không, có đạt được cái chi tiêu giống y là mình nói chia sẻ trên YouTube hay không. Cho nên mình sẽ quay thường xuyên. Mình có hai bầy kế bên nữa, nhưng mà mình cũng lâu lâu quay sơ thôi, nhưng mà hai bầy đó thì mình cũng cho ăn cám nhà tự sản xuất, rồi mình vẫn ghi mỗi ngày ăn bao nhiêu, ăn từ ngày nào cho đến xuất chuồng là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, để mai mốt rồi mình cũng cộng sổ, mình xuất chuồng mình quay chi tiết để mình tính, mình chia sẻ với bà con luôn. Nhưng mà trước mắt mình quay chi tiết một bài này thôi, để cho quý bà con khỏi lộn qua lộn lại, để cho xem theo dõi cho nó dễ. Thì hiện tại bây giờ là đúng chỉ tiêu mình đề ra, là con nhỏ là đạt từ 68 đến 70 kg, 68 kg. Còn con lớn là sẽ đạt 78 đến 80 kg. Thì những cái clip lúc đầu á, mình có chia sẻ, thì heo của mình nuôi 4 tháng rưỡi, từ lúc rã bầy cho tới lúc xuất chuồng là 4 tháng rưỡi. Thì nó sẽ đạt đổ đồng từ 1 tạ 2 đến 1 tạ 25 một con. Thì hôm bữa mình nuôi giai đoạn nhỏ thì nó hơi lố một tí. Thì giai đoạn nhỏ mình có nuôi cám công nghiệp, cám heo con, nhưng mà mình cho ăn một ngày có 3 cữ thôi, bình thường thôi. Cho nên là mình nuôi hết 55 ngày đầu rồi. Thì bây giờ mình phải nuôi thêm 80 ngày nữa, thì nó mới đạt được 4 tháng rưỡi. Cái mốc mà mình cho ăn cám nhà mình tự sản xuất là ngày 28 tháng 12 năm 2023. Mà mình nuôi thêm 80 ngày nữa, tức là phải đến ngày 17 tháng 3 năm 2023 thì mình mới xuất chuồng bài này, thì nó mới đạt được 4 tháng rưỡi. Thì bài này nó sẽ còn là bữa nay ngày 1 tháng 2 mà tới 17 tháng 3, tức là nó còn 1 tháng rưỡi nữa. 1 tháng rưỡi hoặc là 1 tháng 16 ngày nữa là mới đến ngày mình xuất bán. Tức là nó còn 45 ngày nữa
Hôm bữa giờ mình nuôi mới có 35 ngày thôi. Giờ mình còn 45 ngày nữa thì nó mới đủ 4 tháng rưỡi. Mà heo của mình á, là mình tính á, là cái số ký ban đầu mình cân mình đổ đồng ra rồi cộng với lại 80 ngày của mình nuôi thêm mỗi ngày đổ đồng đạt 1 ký, tức là nó sẽ đạt 117 ký. Nhưng mà mình nói là cám của mình á, là nuôi heo nó tăng trọng sẽ nhanh hơn nữa và cái FCR nó sẽ đạt hơn nữa, cho nên là khi giai đoạn xuất chuồng nó sẽ đạt từ 1 tạ 2 đến 1 tạ 25 hoặc tạ 1 tạ 27 khi mình xuất chuồng đổ đồng á một con, chứ không phải là như 117 giống như là mình tính trong giấy tờ. Nếu mình tính trong giấy tờ thì nó chỉ đạt 117 ký khi mình xuất chuồng 4 tháng rưỡi thôi. Nhưng mà heo của mình á là nó ăn cám nhà tự sản xuất thì khi xuất chuồng nó sẽ đạt hơn, nhanh lớn hơn và độ nặng nó sẽ nặng hơn, cho nên nó sẽ đạt khoảng một từ 120 đến 125 hoặc là 127 khi mình xuất chuồng. Thì nếu mà cỡ khoảng 3-4 ngày mình quay lần á thì mình thấy nó khó phân biệt tốc độ lớn, cho nên heo của mình á cứ khoảng 8 ngày mình quay lần, 8 ngày mình quay lần, là mỗi 8 ngày là mình sẽ làm một cái clip về tốc độ lớn của nó để quý bà con dễ phân biệt, dễ thấy được tốc độ lớn của những con heo của nhà mình. Thì giai đoạn này á là nó đang ở giai đoạn con nhỏ thì đạt khoảng 68 và con lớn sẽ đạt khoảng 78 hoặc là dưới một chút xíu, tại vì mỗi mỗi lần mình tính đều trồi hết 68 78 đó. Thì giờ mình sẽ ra một cái thử thách tiếp. Phân heo của mình là lúc nào cũng mềm nha, mềm bóng và đen thì nó mới bảo đảm được tốc độ lớn, lúc nào nó cũng lớn đều hết, nó mới non heo được, nó mới mướt heo được, nó mới lớn được giống như là cái định mức của mình đưa ra. Còn nếu heo mà ỉa ra cứt màu vàng mà hơi cứng cứng mà mình xịt nước nó không tan ra, tức là mấy bạn phải điều chỉnh lại nha. Mấy bạn điều chỉnh lại làm sao cứt nó mềm mà nó bóng giống như vậy, phân nó mềm mà nó bóng giống như vậy thì tốc độ heo nó mới bảo đảm được giống như mình nói. Thì mình ra một cái thử thách là như vậy đó. Một cái thử thách là heo ăn cám của mình từ ba mươi mấy, giai đoạn ba mươi mấy ký cho đến xuất chuồng mỗi ngày đổ đồng nó lên 1 ký, tại lúc nhỏ nó lên mấy lạng, lúc lớn nó lên 1 ký mấy thì mình đổ đồng qua nó lên 1 ký. Mình có là bầy heo nhỏ hiện tại bây giờ hình như nó cũng được ở chừng trên dưới 30 ký, là giai đoạn heo bầy heo đó là từ lúc khoảng chừng chưa tới 20 ký à, hoặc là yếu yếu 20 ký là bắt đầu mình cho ăn cám của mình biết cho đến lớn luôn, thì mình thấy tốc độ lớn của nó cũng đạt chứ không đến nỗi. Còn như cái bầy heo này thì mình cho ăn cám mình lúc giai đoạn lớn hơn chút đó, nó đô con mà nó bóng heo vậy đó là nó đạt. Mà heo mà mình làm cám sao mà heo ăn mà nó ốm ốm, nó dài dài và cái lông nó xoăn xoăn hoặc là xù xù thì mình phải coi lại về cám của mình. Cám của mình á, một á là thiếu đạm, hai á là nó ăn vô mà nó tiêu hóa được có 50% hoặc 60% thì không đủ dinh dưỡng để nuôi cơ thể con heo, cho nên con heo nó mới ốm và lông nó xù và cái người nó không bóng. Còn mình muốn cho nó bóng heo mà lông nó mướt mà nó mập đều nó đô con thì phân nó ra bắt buộc phải bóng, đen và mềm. Cái bài này của mình á là còn 1 tháng rưỡi nữa, 1 tháng 16 ngày nữa là mình xuất chuồng, thì cứ 8 ngày mình quay một lần thì là được 5 cái clip nữa thì mình sẽ xuất 5-6 cái gì đó. Heo này của mình á là mình nuôi á là mình chưa có chăm đúng mức đâu nha, chưa có chăm đúng mức đâu, mình chăm mới có khoảng chừng 90% thôi. Tại vì chăm đúng mức của nó là cái giai đoạn mà lớn như vậy nè là mình phải cho ăn giũa béo thì để nó tạo cơ, tạo mông, tạo lưng, tạo nạc, nạc nó thịt đỏ đẹp. Còn cái này thì mình chưa làm đúng mức.
Để cái lứa sau là bắt đầu mình sẽ bồi dưỡng đầy đủ lên để mình coi thử tốc độ nó có hơn không. Chứ như cái bầy này của mình lúc nhỏ là nó cũng bị tiêu chảy hết gần 10 ngày thì tốc độ lớn của nó cũng bị giảm lại một thời gian. Nó bị đứng lại thời gian chứ không phải là cái bầy này là nhanh lớn nhất đâu nha. Bầy này mà bà con và các bạn xem video của mình thường xuyên thì cũng biết lúc nhỏ là cái bầy này nó tiêu chảy hết gần 10 ngày. Mà tốc độ nó lớn như vậy là cám mình quá đạt cho nên là mình sẽ cho quý bà con và các bạn theo dõi để biết cái bầy heo này của mình nó sẽ đạt trọng lượng và nó sẽ đạt được cái chỉ tiêu và nó sẽ đạt được cái lợi nhuận là 2 triệu mốt đến 2 triệu 2 một con xuất chuồng khi giá thành nó ở 49 hoặc 50. Thì quý bà con nếu ai không tin thì cứ thường xuyên theo dõi video của mình thì sẽ biết được sự thật là như vậy. Còn ngoài ra là quý bà con á, có một số người á, thì cũng có bình luận lên với lại có nhắn tin qua Zalo, nói chuyện với mình qua Zalo thì hỏi tại sao mình hướng dẫn chia sẻ cho quý bà con làm cám viên như vậy mà tại sao không lấy Brimix, Tinomix hoặc là men về rồi chia sẻ cho bà con luôn để bà con xài để cho nó đạt giống y như vậy. Thì hôm nay á thì mình cũng có đăng ký với công ty sản xuất Tinomix và Remix á, thì mình cũng có làm đại lý, mình cũng mở phân phối cho công ty, mình bán bằng giá của tất cả những nhà phân phối khác ở trên YouTube. Thì quý bà con và các bạn ai mà muốn sản xuất cám giống y mình, làm cám giống y mình, làm cám viên hoặc làm cám trộn thì muốn mua Tinomix và Remix thì liên hệ với mình sẽ gửi qua đường bưu điện cho quý bà con và các bạn nha. Bắt đầu từ hôm nay là clip này là mình đã có Tinomix Bromix ở nhà mình bán rồi, mình phân phối, mình chia sẻ lại cho bà con rồi đó nha. Xin quý bà con ủng hộ mình. Rồi, clip đến đây đã dài rồi, mình xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý bà con và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn trong video tiếp theo. Rồi, xin chào.